Trẻ con Khmer biết múa, biết hát trước khi biết đọc, biết viết. Câu nói này được truyền tai nhau ở các phong sóc, chứng minh sức ảnh hưởng sâu rộng của văn hóa nghệ thuật trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer nói chung, những bạn trẻ nói riêng. Rất nhiều bạn trẻ người dân tộc Khmer ở tỉnh Bạc Liêu đang là hạt nhân đồng cốt trong các đội nhóm múa Khmer tại các chùa trên địa bàn tỉnh. Họ không chỉ kế thừa mà còn góp phần phát huy, lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình qua bao thế hệ. Với mong muốn góp phần phát huy, lan tỏa ngày càng mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống dân tộc mình, nhiều bạn trẻ học sinh tại chùa Địa Chuối, ấp Thanh Sơn, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình đã tụ họp thành nhiều nhóm nhỏ như múa rơm vong, nhóm trống chay chầm, nhóm nhạc ngũ âm, nhóm hát. Dù là nhóm nhỏ nhưng đó là cả tình yêu lớn và tâm huyết của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình. Dù mỗi người một công việc nhưng cứ đến thứ bảy chủ nhật hàng tuần, các thanh thiếu niên lại cùng hẹn nhau ở điểm chùa để tập luyện các bài hát, điệu múa. Vào những ngày cuối tuần, các em sẽ tụ họp nhau vào chùa để cùng nhau học múa chay chầm. Đến nay, các em đã được tham gia phục vụ cho chùa Địa Chuối và các chùa lân cận trong tỉnh. Em đã tham gia vào đội múa chay chầm được 2 năm. Em rất thích thể loại văn nghệ này. Mỗi khi rảnh, em cùng các bạn đồng trang lứa sẽ tụ tập nhau vào chùa để học múa. Em cảm thấy rất yêu bản sắc văn hóa của dân tộc mình và em sẽ cố gắng gìn giữ và phát huy nét đẹp này. Ban đầu, vì có năng khiếu hát múa nên bạn trẻ Danh Thị Ngọc Mai, xã Ninh Quế, huyện Hồng Dân xin gia đình vào đội văn nghệ của chùa Di Quán. Sinh hoạt được một thời gian, đội trưởng đội văn nghệ chùa phát hiện Ngọc Mai cảm nhạc tốt và chơi rất hay nhạc ngũ âm nên đã thuyết phục bạn trẻ này vào đội nhạc. Giờ đây, bạn trẻ này đã có hơn 5 năm gắn bó với đội nhạc, trở thành hạt nhân đồng cốt của đội trong các buổi biểu diễn tại các lễ hội, sự kiện lớn ở địa phương và ngoài tỉnh. Em thấy các anh và thầy hòa tấu ngũ âm, em có cảm giác rất thích. Khi được vào đội nhạc ngũ âm, em sẽ cố gắng gìn giữ và truyền dạy cho các em nhỏ tuổi hơn em để cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Riêng bản thân, em sẽ phát huy hơn nữa và cố gắng học nhiều bài hòa tấu ngũ âm để phục vụ cho đồng bào dân tộc và trong các dịp lễ Tết của dân tộc Khmer. Để có những điệu múa đầy sắc màu và uyển chuyển như thế này, các thành viên trong đội văn nghệ chùa Sim Cán thường xuyên luyện tập với sự quản lý và dẫn dạy tận tình của chị Thạch Thị Terry, đội trưởng đội văn nghệ. Khi giai điệu nổi lên làm người xem phấn khích cũng như muốn nhún nhảy theo nhạc, sự hấp dẫn của âm nhạc Khmer là vậy. Thế nhưng để học thành thạo các điệu múa truyền thống của dân tộc Khmer, đòi hỏi người múa phải có bàn tay dẻo dai, ngón tay mềm và cong, lưng thẳng đến biểu hiện trên nét mặt. Mỗi động tác có ý nghĩa khác nhau. Vậy nên người múa phải biết và hiểu mới thể hiện hết được nội dung của bài múa. Đối với đội múa rô băm của chùa thì bản thân tôi tập múa cho các em các điệu múa nâng cao hơn, bởi vì đội không phải đội múa chuyên nghiệp, chỉ là đội múa tự thành lập, vì vậy ai cũng có công việc riêng khác nhau. Riêng tôi thì làm nghề trang điểm cô dâu, tôi cũng cố gắng tranh thủ tập múa cho các em. Thế nhưng việc tập múa Khmer là một công việc tôi không thể dừng lại, vì tôi muốn gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà cha ông để lại. Hơn nữa, các em ở gần chùa rất yêu điệu múa của dân tộc mình. Trong xu thế cuộc sống hiện đại hôm nay, nhiều loại hình văn hóa đang có nguy cơ mai một, thất truyền, thì văn hóa truyền thống của người Khmer, đặc biệt là các thể loại múa, hát, vẫn đang được các bạn trẻ tiếp thu, làm mới để đến gần hơn với mọi người.